Chào bạn, rất hôm nay Hoàng Trầm Hô Ta chúng tôi có điều kiện về Hải Hậu để chuẩn bị cho triển lãm câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật 30 tháng 4 ở Hải Hậu. Thế thì tôi tranh thủ là tôi quay cái hình ảnh này. Tôi quay cái hình ảnh này nhá. Thế xong rồi thì là tôi quay sang các vị trí khác. Các bạn tập trung vào vị trí này nhé. Ok. Tôi lia sang các vị trí khác này. Thế thì là tôi lia một vòng đúng không? Thế bây giờ các bạn thử đoán xem là cái ý của tôi định làm cái nội dung ở trong clip này là như nào. Chắc bạn khó đâu. Thế thì là tôi quay lại và tôi giới thiệu tiếp một chút. Đây là một cây si Đài Loan và là làm theo lối cây bonsai quốc tế. Thế còn đây là những cái cây mà là theo lối, phần lớn là theo lối cây cảnh nghệ thuật, lối cổ hoặc là lối đương đại. Thế thì các bạn nhìn nhé, khi đây là phần lớn những người đây là tham gia đến họp thì họ phần lớn là không dành về cây, đúng không? Phần lớn không dành về cây và họ chỉ là cái một người bình thường đi đi xem các cái tác phẩm cây trưng bày. Thế thì họ tập trung rất nhiều vào cây bonsai quốc tế và những cây khác thì hầu như là lác đác xem, không tập trung. Thế thì vậy một cái kết luận nó sẽ là như nào? Một cái kết luận đây là một cái mà để tôi nói, cái mà để tôi nói trong cái chủ đề này. Các bạn biết tôi định nói về cái gì không? Tôi định nói về vấn đề là phần lớn khi các bạn đi vào cây cảnh nghệ thuật ấy, và các bạn đi ngắm cây, xem cây, đánh giá cây và các bạn mua cây thì phần lớn là các bạn bị hớp vào cái bóng, bị hớp vào cái bóng cây. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bây giờ nha, các bạn nhìn, nếu mà khi bắt đầu ngắm đúng không, cái đập vào mắt của các bạn nó sẽ là cái gì? Cái đập vào mắt các bạn sẽ là cái bóng của cây, đúng không? Thế thì cây bonsai quốc tế, anh em giải quyết được cái vấn đề bóng rất là hay. Ví dụ như cái này, nó như một cây cổ thụ thu nhỏ, đúng không? Thế thì khi các bạn nhìn, các bạn sẽ hình dung ra đây một cây cổ thụ, đúng không? Ok, thế rồi tôi quay sang bên này, một tác phẩm xanh cổ và hai vị trí của hai tác phẩm đặt liền nhau nhé. Thế nhưng mà cái số lượng người xem hoàn toàn khác nhau. Ok, thế thì vậy là sao? Tôi nói là phần lớn là mọi người khi ngắm cây và khi xem cây, khi đánh giá cây và quyết định để mua cây thì các bạn bị cái bóng nó quyết định, nó đã chiếm cái tâm thế của bạn rồi, đúng không? Đấy, các bạn cứ nhìn mà xem. Đây, tôi hai vị trí luôn. Ok, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà nói về vấn đề giá cả mà để giao dịch ý, thì các bạn biết là hai cái tác phẩm này nó lệch nhau bao tiền không? Và cái nào cao, cái nào thấp? Các bạn thử chú thích xuống dưới cho tôi cái. Thế bây giờ nhé, bây giờ mọi người bị ngợp vào cái bóng cây đúng không? Thế vậy khi mà bây tôi lọc lá ra, thì theo như các bạn thì tác phẩm nào sẽ hấp dẫn các bạn hơn?
đúng không? Lọc dần là ra là nó không còn cái bóng nữa, nó chỉ còn chi dăm với tay cành thôi. Thì theo như các bạn, cái tác phẩm nào sẽ hấp dẫn các bạn hơn, đúng không? Thế thì bây giờ nha, tôi đã có những cái bài phân tích về về gọi là các cái đơn vị cấu thành nên giá của một, gọi là giá trị của một cây cảnh nghệ thuật, một tác phẩm cây nghệ thuật ấy. Thì cái phần mà chi phí cho làm bóng với bông tạ này, nó chỉ chiếm được khoảng tầm 10%. Thế nhưng phần lớn của các bạn khi các bạn ngắm cây ấy, thì các bạn đều bị 10% ấy, nó là cái lý do để cho các bạn quyết định các bạn thích hay không thích và các bạn mua hay không mua. Thế còn những cái 90% còn lại, phần lớn 90% còn lại thì hầu như các bạn sẽ bỏ qua. Hầu như các bạn sẽ bỏ qua. Đây, tôi quay cái này không phải là tôi có ý chê gì nha. Đây các bạn, đây là những cái người mà phần lớn là anh em không ở trong trong ngành cây cảnh nghệ thuật, đúng không? Thế thì bây giờ nhá, bây giờ nó định phải nói lại. Thế vậy là cây bonsai quốc tế nó có cái điểm gì mà nó hấp dẫn, đúng không? Nó hấp dẫn người ngắm chính là ở chỗ này này. Nó làm cho con người người ta nhìn thấy những cái hình bóng của các cây cổ thụ ở bên ngoài tự nhiên, và đúng như vậy, và nó được thu lên cái chậu và đặt trên cái chậu, người ta ngắm người ta thích, đúng không? Thế thì vậy, đây là một cái thế mạnh rất lớn của cây bonsai quốc tế mà cây cảnh nghệ thuật chúng ta phải học. Có nghĩa là nhá, cái bóng cây của chúng ta đang không đẹp. Nói trang phối một câu luôn, cái bóng cây của cây nghệ thuật của chúng ta đang làm không đẹp bằng cây bonsai quốc tế, đúng không? Bây giờ mình cứ nói, mình đừng bảo là bây giờ mình làm chuyên gia, mình phải thích theo kiểu chuyên gia, không phải đâu. Nó có hai trường phái, nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh, đúng không? Cái nghệ thuật vị nghệ thuật, cái trường phái tôi đang nói là đây là trường phái của cây của văn học đấy. Có những giai đoạn của văn học Việt Nam ấy, là chia thành hai trường phái rõ, là nghệ thuật vị nghệ thuật là và nghệ thuật vị nhân sinh. Có nghĩa là tôi sáng tác các tác phẩm ra là tôi sáng tác theo mức chuyên gia. Ông nào hiểu thì hiểu mà chả hiểu thì thôi. Thế xong rồi thì là tôi phản ánh những cái cao siêu, những cái vũ trụ, những cái ở trên cái tầm vĩ mô. Nó không thực tế. Và phần lớn ấy, người đọc người ta cũng không quan tâm nhiều, bởi vì nó xa vời thực tế quá. Cái trào lưu mà nghệ thuật vị nhân sinh thì nó phản ánh thực tế cái đời sống hàng ngày của người dân và những cái khó khăn, những cái mà gần như kiểu là gọi là bần cùng hóa trong cuộc sống, những cái hình ảnh mà nó nhiều khi là nó rất chi là thô thiển, những cái hình ảnh nó rất chi là không được gọi là không được sang trọng, nhưng mà lại rất được rất nhiều người người ta quan tâm. Thì đấy là cái dòng nghệ thuật vị nhân sinh. Thế thì bây giờ nha, tôi đang thấy là ví dụ sử như là cây cảnh nghệ thuật ấy, mà cái lối cổ ấy, là khá giống như kiểu là cái trường phái mà nghệ thuật vị nghệ thuật, có nghĩa là quá nặng nề về vấn đề gọi là bài bản, vấn đề hình thức, vấn đề gọi là khuôn mẫu. Thế nhưng mà đưa ra ngoài thực tế thì nhiều khi nó lại không được được nhiều người thích. Thế nhưng mà những người sáng tạo thì lại bảo đấy là đẹp, đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ nha, kể cả cây cảnh nghệ thuật mà đương đại cũng thế. Tôi đưa hai cái hình ảnh mà một cây bonsai quốc tế và một cây mà đi theo lối cây nghệ thuật. Thì các bạn thấy là đập vào mắt đầu tiên là người xem ấy, người không biết nhé, người không phải chuyên gia nhé, người ta thích xem cái dòng này thôi, là cái dòng này. Thế vậy là sao? Vậy là cái dòng này nó phải có một cái gì đấy nó hấp dẫn, mà ngay lúc đầu khi đặt hai cái cây này ở gần nhau thì người ta sẽ xem cái này nhiều hơn, đúng không?
Thế đây là chính là cái này là cái thế mạnh của cái lối bonsai quốc tế mà chúng ta cần phải học. Nghĩa là sao? Người ta giải quyết vấn đề bóng. Người ta giải quyết vấn đề bóng mà để cho người xem đập vào mắt, hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên, và người ta cứ ngắm. Khi người ta đã bị hút hồn vào cái bóng rồi, những khác người ta không quan tâm nữa, và người ta chỉ ngắm cái bóng thôi. Và người ta coi đấy là số 1. Người ta không cần quan tâm là cái bóng này làm mất bao lâu, hay là những cái phần khác làm nó nhiều hơn, hay là những cái đường nét kỹ thuật ở tay cảnh hay như nào, người ta không quan tâm, mà người ta bị bắt vào cái bóng, đúng không? Thế thì quay lại cái cảnh nghệ thuật ấy, thì rất trau chuốt về các cái vấn đề đường chạy thân, đường chân bệ, đường tay cảnh, vân vân và vân vân. Thế nhưng cái bóng thì nhiều khi lại làm khá đơn điệu sơ sài, hoặc là gò ép, nó không được tự nhiên. Tôi nói cái này các bạn thấy có đúng không? Các bạn cứ cân nhắc đi. Thế thì vậy, tôi nói cái này không phải là tôi chê cây ảnh nghệ thuật, mà tôi đề cao cây bonsai quốc tế. Bây giờ chúng ta phải hài hòa nhé. Hài hòa có nghĩa là sao? Cái nào là thế mạnh thì ta phải phát huy, cái nào là thế yếu thì ta phải loại bỏ, đúng không? Thế thì bây giờ tôi đang nhìn nhận ấy, là cái thế yếu của cây cảnh nghệ thuật ấy, so với cây bonsai quốc tế, nó là giải quyết vấn đề bóng. Bóng của cây bonsai quốc tế rất đẹp, và cái tỷ lệ thu từ chân bệ thân đến ngọn này, cực kỳ tốt. Và cái cảnh nghệ thuật hầu như rất ít tác phẩm làm được như vậy. Và nếu mà giả sử có làm được được một phần ấy, thì lại mất phần khác. Thế thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta không lên bài xích cây bonsai quốc tế. Tại sao dân miền Nam người ta đi theo lối bonsai quốc tế? Nó có cái hay của nó. Bonsai Nhật đấy, nó có cái hay của nó nhé. Thế thì ngoài Bắc tất nhiên là anh em đi theo cái lối cây cảnh nghệ thuật, thì anh em đi theo thì anh em phải đề cao, đúng không? Thế nhưng bây giờ mình phải nhìn nhận lại là cái mạnh của ta là gì và cái yếu của ta là gì, đúng không? Ok. Thế bây giờ là các bạn nhìn thấy cái yếu của cây cảnh nghệ thuật là cái bóng, đúng không? Đây, tôi để trong một góc máy mà hai cây luôn. Thì theo như các bạn, cái bóng bên này là hấp dẫn hơn, đúng không? Ok, xong. Thế thì bây giờ cây cảnh nghệ thuật của lối đương đại của các bạn này đã có một cái giai đoạn thời kỳ là chúng ta là kết hợp cây cảnh nghệ thuật vào bonsai quốc tế để tạo thành một tổng thể tác phẩm, đúng không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái cốt là theo cây nghệ thuật. Đây, cái cốt là theo cây nghệ thuật này. Và cái tổng bóng sẽ theo cây quốc tế. Và cốt theo cây nghệ thuật ý, thì là các cái đường xuất phát thân tay cành chi là phải chuẩn theo cây nghệ thuật, đúng không? Có nghĩa là nó sẽ có những cái liên luật là như dáng cây bám ra làm sao, các điểm xuất phát tay cành ra làm sao, rồi các cái xuất phát chi ra làm sao, đúng không? Và theo cái lối quốc tế thì là sao? Là phải gốc bồ ngọn chỉ, đúng không? Là phải nhìn tổng thể như một cây cổ thụ, đúng không? Đấy, các bạn kết hợp hai cái thì nó sẽ thành một tác phẩm vừa giải quyết vấn đề là cây nghệ thuật, các cái gọi là các cái sự phức tạp của các đường nét trên thân và tay cảnh rồi chân bệ, ok, rất đẹp. Tức là khi bóc cái hết lá ra và cái bóng, tức là cái tổng bóng, đúng không? Thế thì bây giờ nhé, bây giờ các bạn nhìn một cái nữa với cái tổng bóng. Các bạn có nhìn thấy cái, nếu mà tôi để cái góc máy này thì các bạn có nhìn thấy được cái đường chạy của tay cảnh trong cây bonsai không? Không có đâu. Hầu như các bạn chỉ thấy được cái từ dưới gốc này lên đến bắt đầu cái mép dưới tàn, còn trên hầu như không nhìn thấy gì, đúng không? Thế thì bây giờ nếu mà làm theo cái lối của bonsai quốc tế, mà ví dụ làm cái lối mà bông tàn như này, thì hiển nhiên là cây này nó, các bạn cũng sẽ nhìn được một cái tổng bóng, đúng không? Và các bạn cũng sẽ không nhìn được cái hướng chạy của tay cảnh, đúng không? Thế vậy bây giờ kết hợp bonsai quốc tế với lại cây cảnh nghệ thuật ấy, các bạn vẫn làm như thế này, nhưng cái lượng bông tàn các bạn sẽ phải giảm đi để lộ ra đường chạy của tay cảnh đó. Thì các bạn thấy phức tạp không? Thế thôi.
Đấy, một cái clip mà tôi hôm nay tự nhiên rất đông người tập trung ở đây. Em tôi muốn ngẫu hứng tôi nói một cái chủ đề. Tôi không kịp suy nghĩ gì luôn và đây xuất phát từ cảm xúc. Quyết định trong đúng khoảng tầm nửa phút để làm cái chủ đề này. Thì đây là một cái rất hay nếu các bạn làm được. Có nghĩa là khi kết hợp cái lối cây cảnh nghệ thuật với bonsai quốc tế mà các bạn làm được thành một cái cây mà có tổng bóng như bonsai quốc tế để hấp dẫn người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế sau đó thì là khi bắt đầu vào gần thì sẽ lộ ra các đường chạy của tay cảnh, chân bệ, đường thân theo lối chuẩn của cảnh nghệ thuật. Nó lại thêm nữa cái tính nhân văn nữa thì đúng là quá là hài hòa. Cái giai đoạn mà anh em làm cây cảnh nghệ thuật, tức là phá phôi ấy, làm cây cảnh nghệ thuật, cây lùn lực mà theo lối bonsai quốc tế ấy, các bạn đã phá hàng bao nhiêu chục ngàn cái phôi. Đấy, cái lượng phôi các bạn cố hoàn thiện đi. Cái lượng ý mà các bạn hoàn thiện được mà thành cây thành phẩm mà chuẩn theo cái bóng của bonsai quốc tế và cái thân cốt là cây nghệ thuật, thì tôi nói với các bạn giá trị của nó lên cao kinh khủng khiếp luôn. Bởi vì sao? Tức là theo chuẩn lối bonsai quốc tế thì các bạn sẽ giao dịch được, đúng không? Giao dịch trên quốc tế luôn ấy. Và kể cả trong nội địa thì nó cũng rất hấp dẫn người xem, người mua, người chơi. Ok, đấy, tôi chỉ tản mạn vậy thôi. Thì hy vọng là trước triển lãm Hải Hậu, hôm nay là chiều ngày 25, thì 9 giờ sáng ngày 28 thì triển lãm Hải Hậu sẽ khai mạc. Thì cũng hy vọng là các bạn bố trí thời gian tới giao lưu. Vị trí thì là nhà văn hóa Hải Hậu ở ngay trung tâm thị trấn Yên Định, chỗ cầu Yên Định ấy. Đây cái khu của chúng tôi này đông quá, mặt bằng để thi công cái backdrop chưa có, cũng chưa dọn dẹp, đang hy vọng là đến cuối giờ thì mọi người sẽ giải tán thì có thể có vị trí để thi công. Đấy, ok. Đây các bạn thấy là chưa khai mạc mới đang dạng chuyển cây mà đã đông đúc như này. Sẽ hứa hẹn một cái cuộc triển lãm rất thành công. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.